có kinh điển luôn, bách chiến bách thắng, nói chung là được những cái cơ duyên đặc biệt. Linh thiêng là coi như là có những người nhìn thấy người ta làm nhưng mà người ta lại không thấy, không dạy cho ai, cũng bảo phương pháp này nó dễ kiếm tiền quá, hay sợ người ta làm tiền thiên hạ, không dạy cho ai, rồi cuối cùng đến lúc ông lại ra đi, bị mất vì phổi cấp anh ạ. Đấy mà coi như vẫn không truyền cho ai, nhưng mình chỉ là vô tình đấy, mình chưa làm về cái chữa bệnh này này mà mình chỉ làm về dinh dưỡng thôi. Thế mà cuối cùng đến lúc về sau ông mất rồi thì là đấy, thì em lại học về chăm sóc sức khỏe, em lại ứng dụng vào, nó lại hiệu quả cực kỳ luôn. Nó có giống ai đâu, chữa anh thấy nó cứ kiểu này có giống ai đâu, đúng không? Thế là người bệnh là người chữa thì nó không bị tốn sức, và cái người được làm người ta không phải chịu đau, không phải chịu đựng. Anh biết bây giờ cái lương của anh nó trắng phau phau rồi đấy. Anh tên là gì? Hả? Em tên là Mạnh. Thế là sinh năm bao nhiêu? Sinh 972. 72 à? 72 à? 72 à? Bác trẻ đến không được 6 nữa. 69. Gà, gà, tích cực mới. Nghiên cứu. Nhưng mà cái gà mới vào, xóa rồi mới ra. Mới vào rồi. Thế nên là cái cuốc mà phát ra nhà ông là ra bốn người. Thấy bảo ấy. Mới ra. Đây là toàn nhìn thấy nó vẹo vọ cái là đằng nào mình bảo mất công mà đi chữa cả nhà, đằng nào mất công đi rồi thì là làm cả đấy, thì là nó lại càng đấy. Sức khỏe người là số một, người thì có những người ta đã từng bị ấy. Nhà có nhiều người bị nhiều vấn đề đang thấm thía được cái điều đấy đó. Phần lớn là những người là chưa bị, người ta chưa biết được cả. Mà quan trọng là nhiều lúc mà đầy người đầy tiền mà người ta trả thiết là chỉ muốn là đổi hết cái số tiền mà có được để mà khỏe, nên là đánh đổi ngay. Nhưng mà lúc ấy nhiều khi nó không còn là cơ hội nữa, nhớ nó để giữ sức khỏe, nó cả một cái hành trình. Địa điểm này thì bác ở những chỗ nào rồi? Hà Nội mấy điểm? À, Hà Nội chỉ có là Hà Nội thôi. Nói chung bây giờ nhiều người cũng hết Sài Gòn ra một điểm đấy. Còn bây giờ bao nhiêu học viên mình em muốn là một cái điểm bất thẳng ấy. Nó địa điểm nó có đầy anh ạ. Đấy, nó muốn vào làm nhưng mình làm sao mình phân thân ra được. Bây giờ chỉ có là các cái điểm đấy mà các em có sẵn có người. Mang đến 10 người xong mình huấn luyện cho. Đó, bổ túc liên tục thường xuyên, chẳng hạn thế. Thì em phải làm chứ tôi làm sao mà em dạy 106 khóa rồi, nên học viên em không làm nhiều. Mỗi lần dạy học viên được mấy người đó? Học viên thì vài chục người chứ, đơn giản như này. Nhưng mà có những người người ta học thì làm nghề, nhưng có những người người ta chỉ học để mà người ta chăm sóc sức khỏe cho nhà người ta thôi. Thích mỗi tuổi nhiễm vươn lên nào. Rất tốt. Chợ đây này, em bé đi chợ, kiểu bà bé đi chợ ra cái tay nó vung vẩy, vung vung, đừng có chuyện gì nữa.